văn. Người đáng dùng thân trời, rồng, giả xoa, càng thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Nala, Ma Hầu La Già, người chẳng phải người độ được, thì liền hiện ra các thân đó để vì họ nói pháp. Giảng giải. Rồng có rất nhiều loại, có rồng ở trên trời, có rồng ở trong biển, có rồng giữ kho tàng. Rồng trên trời làm hộ pháp ở trên trời. Rồng trong biển là ở trong cung rồng làm thủ lãnh cá, rùa, tôm, cua, còn gọi là rồng làm mưa. Rồng giữ kho tàng, tức là rồng bảo vệ châu báu. Thời xưa có rất nhiều rồng, bây giờ một số người chẳng nhìn thấy, bèn nói là không có. Kỳ thật, rồng rất nhiều. Vào thời Lục Tổ Huệ Năng, có một con rồng độc, chuyên môn phun hơi độc. Ai mà trúng chất độc này thì sẽ sinh bệnh, thậm chí chẳng trị được mà chết. Đương thời, nền đất thiền đường chùa Nam Hoa vốn là một đầm rồng độc. Diện tích cái đầm này lớn khoảng một mẫu. Chẳng có ai biết đầm rộng đó sâu bao nhiêu. Trong đó lại có một con rồng. Con rồng này chẳng phải là rồng tốt, mà là rồng độc chuyên môn hại người, nhất là làm cho những người tu hành ở chùa Nam Hoa thường thường sinh bệnh, không thể tu hành. Một lần nọ, Lục Tổ Huệ Năng đến đầm đó, thì nó hiện thân lớn, chật đầy cái đầm rộng một mẫu. Lục Tổ nhìn thấy, bèn cười nói: "Ê, ngươi chỉ có bản lãnh hiện thân lớn mà không thể hiện thân nhỏ. Nếu chỉ hiện thân lớn thì chẳng có bản lãnh bao nhiêu." Con rồng nghe rồi bèn ẩn thân lớn hiện ra thân nhỏ, dài khoảng một tấc, ở trong nước bơi tới bơi lui. Lục Tổ nói: "Ê, ngươi có chút bản lãnh, có thể hiện lớn, có thể hiện nhỏ, nhưng không dám nhảy vào trong bình bát của ta." Lúc đó con rồng nghe rồi, bèn nhảy vào trong bình bát của Lục Tổ. Lục Tổ nói: "Đây là ngươi tự động vào, nhưng ra không được." Con rồng dùng mọi cách nhảy ra ngoài, nhưng chẳng cách chi nhảy ra được. Lục Tổ bèn nói với nó: "Ngươi hà tất phải dùng vậy, sau đời này ngươi lại biến thành thân rồng. Vì đời trước ngươi vốn là người tu hành, cũng có căn lành, từng nghe Phật Pháp. Bất quá tâm sân của ngươi quá nặng, tính nóng giận quá lớn, đây là thừa cấp giới quản. Tu theo đại thừa mà chẳng giữ giới, cho nên hiện nay người mới đọa làm thân rồng. Ngươi đừng cho rằng bản lãnh của mình là lớn, có thể biến lớn biến nhỏ, biến có biến không. Nhưng bây giờ ngươi đã ở trong bình bát của ta thì không thể ra được." Rồng nghe những lời đó rồi, tức cũng bị hàng phục, chẳng thể ra ngoài được nữa. Do đó, Lục Tổ nói pháp cho nó nghe. Nó nghe pháp hiểu rõ rồi, lập tức thoát khỏi thân rồng. Tro cốt con rồng này được giữ ở chùa Nam Hoa rất lâu. Vì sao? Vì chiến tranh binh lửa, nên cốt con rồng cũng mất đi. Đó là một đoạn nhân duyên Lục Tổ Huệ Năng hàng phục rồng độc ở chùa Nam Hoa.